Thưa quý vị, sau những chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường vốn, trong đó có thị trường trái phiếu, từ ngày 19 tháng 7, sàn giao dịch tập trung cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được vận hành bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX đã chính thức đi vào hoạt động. Những giao dịch giá trị lớn đầu tiên cũng đã được trao tay. Vâng, việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đi vào vận hành sẽ góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, góp phần thúc đẩy tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu. Trong ngày giao dịch trái phiếu riêng lẻ đầu tiên, đã có 39 giao dịch cho hơn 5 triệu trái phiếu doanh nghiệp đã được thỏa thuận thành công, đạt hơn 1.780 tỷ đồng. Các mã đắt hàng nhất thuộc về trái phiếu của Vietcombank được giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng và VinFast là hơn 500 tỷ. Mục đích là làm cho tăng cường cái độ công khai minh bạch cho hoạt động của cái thị trường này để làm sao là các nhà những người mua và người bán đều biết cái thông tin về cái doanh nghiệp đó, và thực ra và ngoài ra cái việc mà thanh toán bù trừ giữa các người mua người bán cũng được đảm nó mang tính là nó đảm bảo hơn. Và ngoài ra thì nhưng mà riêng cái hệ thống này thì chúng tôi xin có một số ý kiến. Thứ nhất là cái việc là giao dịch trên giao dịch là thứ cấp giữa các nhà đầu tư với nhau, còn vấn đề là trách nhiệm hoàn trả cái gốc và lãi của cái trái phiếu là của tổ chức phát hành. Thanh toán tức thời theo từng giao dịch là một khác biệt lớn, thay vì là thanh toán bù trừ theo lô vào cuối phiên hay là vào thậm chí vào ngày T0, T1, T2 như trước đây, thì bây giờ cái thanh toán trái phiếu phát hành riêng lẻ là tức thời theo từng giao dịch trong ngày T0. Đấy là khác biệt lớn nhất. Còn về việc quản lý thông tin tiền giao dịch thì cái khác biệt lớn là việc hệ thống của Vietcombank cùng với lại các thành viên lưu ký, thì thành viên lưu ký sẽ thông tin đến cho Vietcombank cái thông tin số dư mà nhà đầu tư dành để giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ, và cái thông tin đó được quản lý chi tiết đến từng nhà đầu tư cho từng giao dịch. Trong 3 tháng tới, khoảng 1.200 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành thời gian qua với nhiều cái tên nóng cũng sẽ bắt buộc phải lên sàn, chưa kể những mã phát hành mới. Phía doanh nghiệp kỳ vọng hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới sẽ minh bạch, thông tin là cơ hội để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trái phiếu, tăng khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp. Từ nay, nhà đầu tư muốn theo dõi thông tin và bảng giá về thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có thể truy cập qua trang web https://cpons.hnx.vn. Việc giao dịch cũng có thể thực hiện liên thông qua các phần mềm của công ty chứng khoán.